Kênh Sống Để Hạnh Phúc rất vui được gặp lại quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã luôn tin tưởng và chọn Sống Để Hạnh Phúc là nơi để chia sẻ những triết lý và kinh nghiệm trong cuộc sống. Quý vị thân mến, thánh nhân nổi tiếng của phương Đông là Khổng Tử đúc kết rằng người quân tử phải dưỡng thành 5 đức tính, đó là nhân, nghĩa, lễ, trí và tín. Trong đó thì nhân được coi là trung tâm của các đức tính khác. Người có nhân cũng chính là quân tử. Cái đức nhân của quân tử thể hiện cụ thể ra sao? Biết việc gì không nên làm, việc gì nên làm, đó là nguyên tắc của người quân tử. Hiểu được không làm cũng chính là làm, đó là tu hành của người quân tử. Một người quân tử chân chính tuyệt đối sẽ không bao giờ làm 4 việc này. Mời quý vị cùng đón xem. Đừng quên ấn đăng ký theo dõi và chia sẻ video của mình đến người thân quý vị nhé! 4 việc người quân tử tuyệt đối không làm, nhìn là biết. Thứ nhất, không ham thích truy cầu. Quân tử là người không có lòng tham quá độ. Những mong cầu của họ đều phải hợp chữ nghĩa. Đây là điều mà người quân tử luôn cân nhắc trước khi quyết định. Nghĩa ở đây không phải là nghĩa khí anh hùng, mà là đạo nghĩa, chính nghĩa, được định đoạt, đo đếm thông qua pháp luật, đạo đức, nguyên tắc làm người. Người quân tử không tham lam, ý muốn nói ở đây không có nghĩa là người không hề màng tới vật chất, mà lại đối diện với vật chất tiền tài, điều nào hợp với đạo nghĩa, có thể nhận thì sẽ nhận, còn không hợp đạo nghĩa thì tuyệt nhiên không liếc mắt nhìn qua. Điều này cũng có thể là thể hiện tấm lòng độ lượng, phóng khoáng. Thứ không phải của mình thì nhất định không truy cầu. Vì thế mà trong tâm của người quân tử luôn rộng rãi, khoáng đạt, quang minh, lỗi lạc. Mặt khác, một người quân tử nếu có cho mình điều mong cầu thì mong cầu đó là mong cầu hướng đến lợi ích của quốc gia, xã hội, nhân dân. Đó là hợp chính nghĩa. 2. Không nói năng mập mờ. Nói năng mập mờ nghĩa là lời nói không rõ ràng, nhất quán. Cổ nhân có câu, nhất ngôn cửu đỉnh, một lời nói nặng như 9 cái đỉnh. Do đó, người quân tử đối với từng lời ăn tiếng nói đều cẩn thận kỹ càng. Quân tử chỉ nói điều mình biết, điều mình chắc chắn. Mỗi lời nói ra đều phải chính xác, tuyệt đối không nói hai lời, không trèo lái, thêm thắt. Lời nói của người quân tử phải theo chữ lý, không chỉ là trong lời nói có đạo lý, mà còn phải theo nguyên tắc hợp lý. Những lúc nên phát ngôn thì nhất định phải lên tiếng, còn những lúc không nên nói thì hãy im lặng. Vì quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Một lời nói của người quân tử, 4 con ngựa tốt cũng không đuổi kịp. Người quân tử nhất định phải ghi nhớ điều này. Thứ ba, không hành động tùy hứng. Xét về cá nhân, người quân tử là người phải có trách nhiệm với hành động của mình, nên họ làm việc gì đều phải chín chắn, trưởng thành. Xét về tập thể, người quân tử phải hiểu được mỗi một hành động của bản thân mình, dù nhỏ cũng đều gây ảnh hưởng đến tập thể chung. Bởi vậy, người quân tử không hành động mù quáng, làm bừa. Người quân tử chân chính đối với bản thân vô cùng nghiêm khắc. Đây là một loại tự giới luật bản thân. Không làm việc tùy hứng chính là không tùy tiện. Trong tâm họ luôn có nguyên tắc và đường giới hạn của mình. Đây được gọi là phẩm đức. Phẩm đức này cũng chính là chữ đạo trong lòng người quân tử. Bởi vậy, trước khi làm việc gì, quân tử thực thụ đều sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng, nhìn trước ngó sau, cân nhắc được mất. Thứ tư, không làm việc mờ ám. Là người quân tử, mỗi nhất cử nhất động đều không thể tùy tiện. Muốn làm việc gì đều phải suy xét kỹ càng. Trước khi làm, đều phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để cân nhắc 3 điều. Việc này có chính đáng không? Việc này có phải là việc hại người không? Việc này có gây tổn hại cho ai không? Nghĩ thông suốt rồi mới làm. Cho nên những việc làm, hành vi của người quân tử đều đường hoàng, chính đáng. Quý vị thân mến, làm quân tử thật khó. Có thể nói xã hội ngày nay số lượng người quân tử chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính vì vậy mà những lời nói và hành động của người quân tử
ngày càng có sức nặng và được mọi người nể trọng. Nếu bạn muốn học trở thành người quân tử hay muốn tìm hiểu cách phân biệt người quân tử và tiểu nhân, thì hãy cùng lắng nghe đoạn cuối của video này nhé. Từ xưa đến nay, trong giáo dục làm người thường dùng quân tử làm hình mẫu nhân vật để hướng đến. Vậy người quân tử là người như thế nào? Thứ nhất, cách giao bạn bè. Người quân tử giúp người mà không so đo tính toán. Kẻ tiểu nhân so đo tính toán mà không giúp đỡ người. Người quân tử hòa mình chỉ không cùng người khác câu kết, móc ngoặc. Nhưng kẻ tiểu nhân lại câu kết với người khác mà không hòa mình, cho dù bề ngoài thì tưởng như hòa mình với mọi người. Làm như vậy là bởi vì người quân tử khi kết giao với ai cũng dùng tấm lòng ngay thẳng, chính trực, đối xử công bằng với tất cả mọi người. Kẻ tiểu nhân lại muốn kết bè phái với những người có cùng tư tưởng mục đích với mình, gạt bỏ người đối lập để làm những điều sai trái, hại người lợi mình. Thứ ba, khí chất. Người quân tử rộng rãi mà không kiêu, kẻ tiểu nhân kiêu căng nhưng lại nhỏ hẹp. Người quân tử ung dung bình thản mà không kiêu ngạo, kẻ tiểu nhân kiêu ngạo nhưng trong lòng không yên. Hơn 2000 năm trước, Khổng Tử dạy rằng chủ yếu nhìn khí chất để phân biệt người. Người quân tử trang trọng, tâm thái bình thản, khí định thần nhàn, không có cảm giác kiêu căng ngạo mạn. Kẻ tiểu nhân ngạo mạn, tự cao tự đại, luôn công kích người khác. Thứ ba, trí tuệ. Người quân tử trước sau đều vững mình, không lay động. Kẻ tiểu nhân luôn luôn ở trong suy tư, lo nghĩ. Người quân tử lòng dạ luôn quang minh chính tại, sáng sủa, rộng rãi, thần định, khí an. Kẻ tiểu nhân thì lúc nào cũng tính toán so đo, suy tính thiệt hơn, cho nên thường xuyên mặt mày ủ rũ. Người quân tử luôn khoan dung, không thù hận người khác, lạc quan tươi vui, cho nên họ ngẩng lên không xấu hổ với trời, cúi xuống không thẹn với đất. Kẻ tiểu nhân trong lòng luôn có sự tình nào đó chất chứa, ấp ủ, luôn cảm thấy người khác không đúng, xã hội không đúng với mình, cảm thấy người khác hơn mình là không thể chịu được, nên luôn toan tính. Thứ tư, tiêu chuẩn. Người quân tử hiểu rõ nghĩa, kẻ tiểu nhân hiểu rõ lợi. Ý nói, người quân tử coi trọng đạo nghĩa, còn những điều mà kẻ tiểu nhân xem trọng chính là lợi ích. Khi gặp một vấn đề hay một lựa chọn nào đó, người quân tử trước tiên sẽ dùng tiêu chuẩn đạo nghĩa để cân nhắc, cuối cùng mới lựa chọn. Kẻ tiểu nhân gặp vấn đề, lựa chọn thì trước tiên suy nghĩ xem nó có lợi gì cho bản thân và có lợi như thế nào. Thứ năm, phẩm chất. Khổng Tử nói, người quân tử yêu cầu chính là bản thân, kẻ tiểu nhân yêu cầu chính là mọi người. Tức là khi xảy ra vấn đề, xảy ra mâu thuẫn, người quân tử sẽ tự xét lại, nhìn lại bản thân xem có lỗi gì không, tìm kiếm sai sót ở bản thân mình, từ đó sửa chữa và không ngừng tiến bộ. Kẻ tiểu nhân thì ngược lại, luôn nhìn vào người khác, đổ lỗi, trách cứ người khác mà không nhìn lại bản thân mình. Họ yêu cầu người khác rất cao nhưng lại không có yêu cầu gì cho bản thân và dần dần họ sẽ rơi rớt xuống phía dưới, không có tiến bộ. Thứ sáu, lời nói và hành vi. Người quân tử hòa mà không đồng, kẻ tiểu nhân đồng mà không hòa. Ý nói rằng người quân tử có thể lấy đạo nghĩa mà bao dung hết thảy các ý kiến, xây dựng một bầu không khí hài hòa. Kẻ tiểu nhân thường có thói quen nói theo ý của người khác, hùa vào và phụ họa theo, nhưng trong lòng lại không nghĩ giống như lời nói. Người quân tử có thể bao dung hết thảy những ý kiến bất đồng và cũng không giấu giếm quan điểm bất đồng của mình, chân thành đối xử với người khác. Nhưng kẻ tiểu nhân lại luôn giấu giếm suy nghĩ, tư tưởng của mình bằng mặt mà không bằng lòng. Thứ bảy, chí hướng. Người quân tử luôn hướng lên, hướng xa, còn kẻ tiểu nhân thì lại mỗi ngày xa xuống dưới. Cũng có cách giải thích rằng, người quân tử thuận theo thiên lý, ngày càng cao minh,
còn kẻ tiểu nhân lại thuận theo dục vọng của bản thân nên ngày càng đi xuống. Người xưa nói, làm người, chí phải đặt ở cao xa. Một người đặt chí hướng ở nơi cao xa thì được gọi là thượng đạt, còn đặt ở nơi thấp thì được gọi là hạ đạt. Hướng về phía trước ở đây là hướng thiện, không ngừng sửa sai lầm, theo đuổi đạo nghĩa. Hướng về phía dưới là không biết sửa sai, không biết tu thân, dưỡng tính, ngày một sa sút. Thứ 8. Lựa chọn. Người quân tử, cho dù ở vào bước đường cùng, vẫn kiên trì nguyên tắc làm người. Kẻ tiểu nhân gặp lợi ích, liền làm sằng làm bậy. Sự vào cách lựa chọn cũng có thể nhìn ra quân tử và ngụy quân tử. Càng là ở vào hoàn cảnh khó khăn cực điểm, càng có thể nhìn thấu được phẩm chất của một người. Thứ 9. Truy cầu. Điều mà người quân tử suy nghĩ và lo âu chính là đức hạnh. Điều mà kẻ tiểu nhân đăm chiêu lo nghĩ chính là bổng lộc lợi ích. Người quân tử luôn cân nhắc để không phạm pháp, vi phạm đạo đức. Kẻ tiểu nhân làm mọi cách để giành được lợi ích cho bản thân. Chính vì vậy, người quân tử trước sau cũng sẽ có kết cục tốt. Còn kẻ tiểu nhân tuy được cái lợi trước mắt nhưng sẽ phải trả giá hơn điều nhận được.